chào quý vị và các bạn. Vào 8 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên tranh cử Tổng thống là cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và tỷ phú Donald Trump đã diễn ra tại Hội trường Đại học Hofstra ở Hempstead, thành phố New York. Với các chủ đề hướng đi tương lai của nước Mỹ, làm cách nào để đạt được thịnh vượng và an ninh của nước Mỹ, cuộc tranh luận trực tiếp giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ đã diễn ra vô cùng căng thẳng, thu hút hơn 100 triệu người theo dõi. Theo đánh giá ban đầu, có vẻ bà Clinton giành được lợi thế hơn so với đối thủ của mình. Tuy nhiên, tỷ phú Donald Trump cho rằng ông chưa hề đả động quá nhiều đến các điểm yếu của bà Clinton và hứa hẹn hai vòng tranh luận tiếp theo chắc chắn sẽ còn gay cấn hơn gấp bội. Xuất hiện trong trang phục biểu tượng của đảng mình, ứng cử viên Donald Trump và bà Hillary Clinton đã có 90 phút tranh luận vô cùng căng thẳng với lập trường luôn bất đồng trong nhiều vấn đề như chính sách thương mại, khủng bố, việc làm, vấn đề thuế và cả các vấn đề đối ngoại. Trong trang phục màu đỏ truyền thống của đảng Dân Chủ, bà Clinton được cho là hoàn thành rất tốt các câu hỏi cũng như đối đáp lại nhà tỷ phú bạo miệng. Song nhiều người cho rằng sự giáo điều và cứng nhắc của bà đã không chạm đến trái tim của những người xem truyền hình. Với việc chuẩn bị kỹ lưỡng, bà Clinton đã trích dẫn rất nhiều số liệu và điều này giúp bà ghi điểm. Không những vậy, bà còn lấn lướt ông Trump trong vấn đề thuế. Tuy nhiên, bà lại tỏ ra thất thế khi bị ông Trump công kích vào những điểm yếu như bê bối sử dụng email cá nhân khi còn tại vị. Trong khi đó, ông Trump bị mất điểm rất nhiều khi liên tục thay đổi biểu hiện trên mặt. Theo các chuyên gia, tỷ phú Mỹ dường như chưa đầu tư cho cuộc tranh luận này, như câu trả lời của ông Trump liên quan đến việc ông khẳng định Tổng thống Obama không sinh ra tại Mỹ là quá nhàm chán. Trong khi đó, câu trả lời của tỷ phú Mỹ về việc tại sao ông không công khai thuế thu nhập cá nhân cũng chẳng khá hơn. Mọi chuyện còn tệ hơn khi ông Trump đề cập đến cuộc chiến Iraq. Quan điểm của ông Trump không chỉ hoàn toàn đi ngược lại với thực tiễn diễn biến của chiến này mà còn khá vô nghĩa. IS sẽ không thể hình thành nếu quân Mỹ ở Iraq. Giá như Mỹ đã lấy hết dầu của Iraq, IS cũng không có cơ hội hình thành vì dầu mỏ là nguồn thu nhập chính của chúng. Đáp lại, bà Clinton cho biết, việc rút quân Mỹ ra khỏi Iraq đã được lên kế hoạch từ trước, từ thời cựu Tổng thống George Bush, chứ không phải là thời Tổng thống Obama. Bà cũng liên tục chỉ trích ông Trump về thái độ với các đồng minh của Mỹ. Chúng ta chắc chắn phải hợp tác hơn nữa với các đồng minh của mình, và tôi thấy ông Trump đang coi thường vấn đề này. Không chỉ vậy, trong suốt thời gian tranh luận, ông Trump lại thể hiện mình một cách rất bản năng khi liên tục ngắt lời bà Clinton hay hét lên không đúng trước mỗi cáo buộc mà bà Clinton nhằm vào ông. Thậm chí ông Trump gần như không nêu ra được bất kỳ lý do nào để phản bác bà Clinton. Theo các chuyên gia, các câu trả lời của cả hai ứng viên đều khá chung chung và không có một kế hoạch cụ thể nào được đưa ra. Trong khi đó, điều người dân Mỹ cần ở họ lại là hành động, chứ không đơn giản là lời nói hay những lời chỉ trích lẫn nhau. Ngay lúc này, khi chỉ còn gần 2 tháng nữa, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ đi tới hồi kết. Việc thể hiện quan điểm của mỗi ứng viên trong các cuộc tranh luận có thể mang ý nghĩa quyết định ai sẽ giành được sự ủng hộ của cử tri Mỹ. Các kết quả khảo sát khác nhau cho thấy, cuộc đua đã vô cùng sít sao tại nhiều bang trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, ngay sau cuộc tranh luận này, thì một cuộc tranh luận nảy lửa khác cũng nổ ra ngay trong lòng nước Mỹ. Với nhiều người dân Mỹ, cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên Tổng thống đã phần nào thỏa được sự mong đợi của họ. Những cử tri Mỹ trung lập cho rằng, cuộc tranh luận cũng là thời điểm họ quyết định ai là người khiến họ hài lòng. Trong số những cử tri trung lập, Antonio Mattia, một nhân viên kế toán 47 tuổi cho biết, ông đánh giá cao sự chân thành của ứng viên Donald Trump, song ông cũng thừa nhận rằng vị tỷ phú này chưa chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc tranh luận. Tôi thấy buổi tranh luận như ngẫu hứng của ông ấy vậy, nhưng tôi cảm nhận được sự chân thành. Bản thân tôi nghĩ rằng ông ấy đã chín chắn hơn thay vì những phát biểu gây sốc trước kia. Trong khi đó, một cư dân New York cũng đang ở thế trung lập. Thậm chí ngay sau cuộc tranh luận, ông cũng chưa biết phải bỏ phiếu cho ai. Người đàn ông 52 tuổi đang làm việc trong các dự án phát triển năng lượng tái tạo này cho biết, ông cảm thấy rất thất vọng với cuộc tranh luận này. Cái tôi nhận được là gì? Phần lớn chỉ là sự đả kích lẫn nhau. Đến giờ tôi vẫn chưa thể bỏ phiếu cho ai. Nhưng ngược lại, với những người ủng hộ bà Clinton, đây được xem là chiến thắng quyết định bởi thế họ. Trong các cuộc tranh luận, bà Clinton tỏ ra chiếm ưu thế hơn hẳn. Bà Hillary đã chiến thắng bởi bà rất bình tĩnh. Bà luôn trả lời rất tốt mọi câu hỏi từ đối thủ. Trong khi đó, ông Donald Trump lại tỏ ra thiếu tự tin trước các câu chất vấn của bà Clinton.
ngay sau cuộc đối đầu trực tiếp đầu tiên trên truyền hình giữa hai ứng viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton và đối thủ đảng Cộng Hòa Donald Trump trong cuộc đua bầu cử năm 2016. Cuộc khảo sát của CNN đã cho thấy một chiến thắng áp đảo thuộc về bà Clinton với 62% người dân Mỹ, những người đã theo dõi buổi cuộc so găng đầu tiên cho biết. Cựu Ngoại trưởng Mỹ đã chiến thắng, trong khi đó tỷ lệ này đối với ông trùm bất động sản Trump chỉ là 27%. Như vậy là với kinh nghiệm chính trường vốn có, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã liên tiếp ghi điểm và áp đảo tỷ phú bất động sản Donald Trump. Cuộc tranh luận nảy lửa giữa hai thái cực của nước Mỹ cũng nhận được sự quan tâm của nhiều nước trên thế giới. Và cơ hội trở thành chủ nhân Nhà Trắng của bà Hillary có vẻ khá khả quan khi một lần nữa bà lại tiếp tục nhận được sự ủng hộ của nhiều nước khác. Trong suốt thời gian vừa qua, người dân Hàn Quốc luôn theo dõi cuộc bầu cử cũng như các chiến dịch tranh cử của hai cử tri bởi họ hiểu rằng kết quả của cuộc bầu cử ảnh hưởng rất nhiều đến đất nước của mình. Triều Tiên ngày càng khiêu khích hơn, nhưng ông Trump lại đang hướng đến các chính sách bất ổn như rút các lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc về. Tôi thích ủng hộ cho bà Clinton bởi vì bà luôn có chính sách ôn hòa với Hàn Quốc. Các thị trường ở Nhật Bản cũng có xu hướng nghiêng về ủng hộ bà Clinton. Hiện tại, các nhà đầu tư Nhật Bản cũng hy vọng bà Clinton sẽ lên làm tổng thống bởi bà cũng có các chính sách ôn hòa với Nhật Bản. Cho đến thời điểm hiện tại, các nhà đầu tư cũng khá an tâm với phát súng đầu tiên trong cuộc đua đến Nhà Trắng năm nay. Theo Bloomberg, chiến dịch của bà Clinton đã nhận được 21,1 triệu đô la Mỹ từ 17 nhà tài phiệt, trong khi ông Trump chỉ nhận được 1,02 triệu đô la Mỹ từ 12 nhà tài phiệt. Trong khi đó, thị trường tài chính đang nghiêng về phía bà Hillary với một loạt chỉ số tương lai trên sàn chứng khoán Mỹ đảo chiều xanh điểm. Nhìn lại các cuộc tranh luận của các ứng viên tranh cử tổng thống trước đây, có thể thấy rằng cử tri Mỹ luôn luôn chú ý tới những điểm đặc biệt mà các ứng cử viên thể hiện để quyết định chọn ai là người lãnh đạo quốc gia. Trong cuộc tranh luận vừa qua, cả bà Hillary Clinton và ông Donald Trump đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Mặc dù hiện tại, người dân Mỹ có phần nghiêng về ứng cử viên Hillary Clinton, song thực tế thì cuộc bầu cử Mỹ cũng giống như một cuộc chơi chính trị, do đó rất có thể gió sẽ đổi chiều vào phút chót. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua 26 tháng 9, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra cảnh báo 92% dân số thế giới đang phải hít thở bầu không khí ô nhiễm, nghĩa là cứ 10 người thì có tới 9 người đang sống trong môi trường không khí kém chất lượng. WHO cũng đồng thời kêu gọi chính phủ quốc gia, các nhà lãnh đạo thế giới cần đưa ra những chính sách quyết liệt hơn nữa, có những hành động mạnh mẽ hơn nữa để cải thiện chất lượng không khí toàn cầu, ngăn chặn tình trạng ô nhiễm đang cướp đi mạng sống của khoảng 6,5 triệu người mỗi năm. Theo cảnh báo của các chuyên gia y tế, ô nhiễm không khí đã trở thành loại ô nhiễm gây chết người nhiều nhất trên thế giới. Ô nhiễm không khí đang gây ra 6,5 triệu ca tử vong mỗi năm và đây cũng chính là một trong những thách thức lớn nhất và là nguy cơ môi trường lớn nhất đe dọa sức khỏe toàn cầu. Vì vậy, việc công bố những số liệu này là cực kỳ cần thiết để các chính trị gia và cả người dân nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, để các quốc gia hành động nhằm ngăn chặn các yếu tố làm suy giảm chất lượng không khí và từ đó giảm số người chết vì ô nhiễm không khí mỗi năm. Các nghiên cứu toàn cầu về chất lượng không khí của WHO được tiến hành dựa trên những dữ liệu của 3.000 thành phố ở 103 quốc gia trên toàn cầu. Theo đó, thông tin chi tiết của từng quốc gia được thu thập thông qua các dữ liệu vệ tinh, mô hình vận chuyển hóa chất và các phép đo dữ liệu mặt đất. WHO tuyên bố mức độ ô nhiễm không khí đô thị toàn cầu đã tăng 8% bất chấp những cải thiện ở một số vùng. Điều này dẫn đến nguy cơ đột quỵ, bệnh tim mạch, ung thư phổi cùng hàng loạt vấn đề về đường hô hấp. WHO từ chối nêu tên quốc gia đứng đầu thế giới về tình trạng ô nhiễm không khí, cho rằng đây không phải là vấn đề của riêng một quốc gia nào, mà là vấn đề mang tính toàn cầu và hậu quả của nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Vì thế, đòi hỏi tất cả các nước trên thế giới phải hành động. Ở châu Âu, Bắc Mỹ đã có những nỗ lực lớn trong việc làm sạch bầu không khí, mặc dù vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm. Trong khi đó, các khu vực châu Á, Đông Địa Trung Hải và các nước vùng cận Sahara, những nơi có dân cư đông đúc, chính là những nơi dễ bị tổn thương nhất. Người dân ở các khu vực này đang phải chịu đựng những căn bệnh có nguyên nhân xuất phát từ ô nhiễm không khí. WHO cho biết, hầu hết số ca tử vong do ô nhiễm không khí xảy ra ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, nơi chiếm khoảng nửa dân số thế giới.
Ô nhiễm không khí ước tính đã làm cắt giảm 0,8% GDP tại Nam Á, 0,6% tại vùng hạ Sahara châu Phi. Con số 6,5 triệu người chết mỗi năm vì ô nhiễm không khí, thậm chí còn cao hơn 4 lần số ca tử vong vì HIV/AIDS và cao hơn số ca tử vong vì sốt rét gấp 6 lần. Tình trạng ô nhiễm không khí ngoài trời từ xe cộ, công nghiệp và các nguồn khác đang ngày càng trầm trọng hơn kể từ năm 1990 tới nay. Trong đó, trẻ em và người cao tuổi chính là những nạn nhân bị ảnh hưởng nhiều nhất. Các phân tử nhỏ như bụi trong không khí là yếu tố gây tác hại lớn nhất. Đó cũng là câu chuyện đang diễn ra ở thủ đô Kabul của Afghanistan, một trong những thành phố có bầu không khí ô nhiễm nhất thế giới. Mỗi một hơi thở là một sự khó nhọc. Bên trong phòng chăm sóc đặc biệt này, cô bé Sakra, 8 tháng tuổi, đang phải chiến đấu để giành giật sự sống. Sakra bị viêm phổi do nhiễm trùng. Cạnh giường của em là hai bệnh nhân nhi khác cũng mắc bệnh nhiễm trùng phổi. Các bác sĩ cho biết những ca bệnh như thế này đang ngày càng trở nên phổ biến và có thể bắt gặp ở bất cứ bệnh viện nhi nào ở thành phố Kabul. Nguyên nhân của những ca nhiễm trùng phổi ở trẻ em là do các em đã hít phải những hạt bụi siêu nhỏ độc hại trong không khí. Những con đường đông đúc xe cộ ở Kabul, một trong những thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới, đây chính là nơi mà các nhà khoa học nói rằng không khí bị nhiễm độc. Cả thành phố bị bao phủ bởi một lớp sương mờ của bụi và khói. Trong suốt nhiều năm, các nhà khoa học liên tục cảnh báo về khí thải từ những chiếc xe hơi sử dụng nhiên liệu kém chất lượng, từ việc người dân đốt dầu nhớt, than, củi để sưởi ấm, và khói bụi từ đốt rác thải. Đó là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm trầm trọng. Mỗi năm, có 2.000 người chết vì ô nhiễm tại thủ đô Kabul. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, để cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường tại đây, thì trước tiên thành phố này phải đưa ra những biện pháp để cải thiện nền kinh tế lạc hậu, và chắc chắn Kabul có cả một chặng đường dài trước mắt để lấy lại bầu trời trong sạch. Những giải pháp vĩ mô này có thể chẳng giúp ích được gì cho cô bé Sakra, nhưng sẽ bảo vệ được rất nhiều những đứa trẻ Afghanistan khác. WHO đánh giá ô nhiễm không khí đã trở thành một trong những mối đe dọa sức khỏe lớn nhất mà con người phải đối mặt vào thời điểm hiện tại. Nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhiều quốc gia châu Á, đặc biệt là những nước được liệt vào danh sách ô nhiễm nhất thế giới, đã áp dụng các biện pháp nhằm làm giảm tình trạng ô nhiễm và cải thiện chất lượng không khí. Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu từ nay đến năm 2020 sẽ cắt giảm 500 triệu tấn sản lượng khai thác than, tương đương 19% sản lượng khai thác hiện nay, đồng thời giảm 60% lượng phát thải, các chất gây ô nhiễm chính trong lĩnh vực năng lượng. Tại Hàn Quốc, chính phủ cũng đặt mục tiêu hỗ trợ ngành công nghiệp sản xuất xe xanh, gia tăng số lượng xe hơi thân thiện với môi trường và lắp đặt thêm các trạm sạc điện miễn phí. Mục tiêu là đến năm 2019 sẽ loại bỏ hoàn toàn các loại xe chạy bằng dầu diesel. Ngoài ra, sẽ dần dần thay thế các loại xe buýt cũ bằng loại xe mới chạy bằng khí nén tự nhiên. Nhằm giảm thiểu các loại phương tiện chạy bằng dầu diesel cũ, từ năm tới, các phương tiện giao thông chạy dầu diesel sẽ bị hạn chế lưu thông tại thủ đô Seoul, sau đó là thành phố Incheon vào năm 2018. Có khoảng 1,04 triệu phương tiện giao thông ở Hàn Quốc sẽ bị ảnh hưởng bởi lệnh giới hạn này. Nếu bị phát hiện lưu thông tại những khu vực bị giới hạn, chủ phương tiện có thể bị phạt tới 200.000 won. Mục tiêu của Seoul là trong vòng một thập kỷ sẽ tiến tới đạt chất lượng không khí tương đương với các thành phố ở châu Âu như London hoặc Paris. Tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, mỗi ngày có thêm 1.500 phương tiện mới được đưa vào hoạt động, gia tăng thêm vào con số sẵn có 8,5 triệu xe. Nhằm đảm bảo kiểm soát tình trạng ô nhiễm môi trường ở thủ đô New Delhi, trong bối cảnh đang ngày càng có những quan ngại về sức khỏe người dân do chất lượng không khí xuống cấp, chính quyền thành phố đang có kế hoạch áp dụng giai đoạn 2 của chính sách phân luồng phương tiện cá nhân luân phiên ngày chẵn lẻ theo biển số xe. Chính phủ Delhi đang lên kế hoạch thực hiện đóng cửa trạm nhiệt điện Badapur, làm sạch các tuyến đường, trồng thêm nhiều cây xanh và không cho phép đăng ký mới các loại xe chạy bằng nhiên liệu diesel trong thành phố. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, chất lượng không khí của thủ đô Ấn Độ thuộc diện tồi tệ nhất trên thế giới. Nồng độ cao các hạt vật chất độc hại, hay còn gọi là hạt PM2.5 ở New Delhi là 153 microgram, trong khi mức an toàn cho phép chỉ là 6 microgram trên mỗi mét khối. Ô nhiễm không khí, một trong những kẻ giết người thầm lặng, đang từng ngày từng giờ đe dọa đến cuộc sống của mỗi chúng ta. Còn số người thiệt mạng vì các bệnh lý liên quan đến chất lượng không khí ngày càng tăng cao. Bên cạnh đó là những thiệt hại lớn về kinh tế, đặc biệt là ở các nước đang phát triển.
Thực tế này đòi hỏi các quốc gia trên thế giới cần phải hành động quyết liệt và mạnh mẽ hơn nữa để có thể trả lại một bầu không khí sạch, lành mạnh, không chỉ cho chính những người đang sống mà còn cho cả các thế hệ mai sau. Chuyện đồng chuyện tây ngày hôm nay xin dừng lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.